Là một người chạy bộ, có lẽ bạn đã từng nghe đến thương hiệu giày chạy bộ Saucony, thương hiệu giày chạy bộ đến từ Mỹ. Thành lập năm 1898, hiện nay Saucony đã trải qua hơn 120 năm, là một thương hiệu giày chạy bộ rất là lâu đời. Mình nghĩ rằng đây có lẽ là một trong những thương hiệu giày chạy bộ lâu đời nhất thế giới. Tuy nhiên, Saucony thì mới du nhập được vào Việt Nam mấy năm gần đây khi phong trào chạy bộ trở nên phát triển hơn. Nhưng khi bạn bước vào một cửa hàng giày chạy bộ, thì có rất nhiều những đôi giày Saucony khác nhau. Thì làm sao để bạn biết lựa chọn cho mình một đôi giày Saucony? Hay bạn đang tìm kiếm những đôi giày chạy bộ từ trên online, làm sao bạn biết đâu là đôi giày chạy bộ dành cho mình? Thì trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn những đôi giày chạy bộ Saucony được yêu thích nhất và cách bạn lựa chọn đôi giày nào là phù hợp dành cho bạn. Để các bạn dễ hình dung hơn, mình sẽ chia sẻ ở đây 5 cái đôi giày mà Saucony đang được yêu thích nhất hiện nay, bao gồm Saucony Rider, Saucony Guider, Saucony Triumph, Saucony Speed và Saucony Pro. Để dễ dàng hơn cho bạn bắt đầu lựa chọn, thì nếu bạn là một người mới chạy bộ hay bạn là người có sở hữu một đôi giày duy nhất, thì mình khuyên rằng đầu tiên bạn sẽ chọn vào 3 đôi giày đầu tiên, và hai đôi giày này bạn sẽ tạm để sang một bên. 3 đôi giày phía tay trái của mình đây, hay có thể là bên phải màn hình của bạn, thì đây là những đôi giày luyện tập hàng ngày. 2 đôi giày bên phải tay phải của mình đây, có thể là bên trái màn hình của bạn, đây là những đôi giày dành cho tốc độ. Sự khác biệt giữa hai nhóm giày luyện tập hàng ngày và những đôi giày tốc độ là gì? Những đôi giày luyện tập hàng ngày thì bạn sẽ thấy rằng nó được thiết kế dày dặn hơn, bảo vệ bàn chân bạn tốt hơn, thường với cấu trúc đế là rộng hơn, làm cho bạn khi bạn bước đi nó có sự cân bằng và ổn định cao hơn, khả năng chống các lật của chân mình nghĩ rằng khả năng là tốt hơn. Những đôi giày này thì thường bền hơn, và một yếu tố vô cùng quan trọng, nó rất là linh hoạt cho bàn chân của bạn. Ngược lại, những cái đôi giày cho tốc độ thì đặc điểm của nó sẽ là nhẹ, và mọi thứ thiết kế được nó dành cho tốc độ, bao gồm đầu tiên yếu tố đầu tiên, đôi giày này thường nhẹ hơn, mỏng hơn, khả năng thoáng khí tốt hơn và khả năng hoàn trả lực tốt hơn. Và ngược lại, cùng với các yếu tố đó thì độ bền của đôi giày cũng sẽ là kém hơn những đôi giày luyện tập hàng ngày. Nếu bạn đi trên cùng một quãng đường, ví dụ như là chạy 500 km, thì những đôi giày luyện tập hàng ngày nó sẽ bền hơn những đôi giày tốc độ. Một yếu tố nữa, những đôi giày tốc độ như đôi giày Saucony Pro này thì nó có đế carbon, một phần nào đó nó sẽ làm cho bạn kém linh hoạt hơn về chân bàn chân của bạn. Carbon thì nó cứng và nhẹ, yếu tố cứng của nó thì làm bạn không thể gập lại đôi giày được nhiều hơn, và khi bạn gập này nó nhả ra, nó tạo một cái lực đẩy bạn đi phía trước. Nhưng ngược lại, những đôi giày luyện tập hàng ngày này nó sẽ linh hoạt hơn, bạn sẽ gập được như này. Và khi bàn chân của bạn chuyển động với rất nhiều chuyển động như này, thì với những đôi giày luyện tập hàng ngày, bạn sẽ làm bàn chân của bạn trở nên linh hoạt hơn. Và mình muốn tách ra hai bên như này, để khi bạn có một đôi giày duy nhất thì mình vẫn khuyên bạn hãy sử dụng đôi giày luyện tập hàng ngày. Nhưng khi bạn có đôi giày thứ hai, đôi giày thứ ba thì hãy bổ sung vào thêm cho mình những đôi giày tốc độ. Mình sẽ nói về 3 đôi giày bên tay trái mình trước, bên phải màn hình của bạn là 3 đôi giày luyện tập hàng ngày. Thế liệu làm thế nào để bạn lựa chọn cho mình được đôi giày phù hợp? Lựa chọn giày, cái yếu tố đầu tiên bạn cần quan tâm đó là cái kiểu bàn chân của bạn. Mà hầu hết các hãng giày họ đều chia ra các đôi giày hỗ trợ theo các kiểu bàn chân khác nhau, bao gồm kiểu bàn chân phẳng, kiểu bàn chân trung bình, kiểu bàn chân vòng cao. Từ các cái kiểu bàn chân đấy thì có thể dẫn đến là khi đối với những người có bàn chân phẳng thì thường khi chạy thì bàn chân bạn có xu hướng cuộn vào trong. Tức là thông thường khi chạy thì bàn chân chúng ta sẽ xu hướng tiếp từ má ngoài và cuộn vào trong để phân bố lực. Nhưng đối với người bàn chân phẳng hay là còn gọi bàn chân bẹt thì thường xu hướng nó trở nên quá, tức là bạn tiếp với ngoài nhưng bạn cuộn vào trong nhiều quá, thì làm cho cái phần lực dồn vào phía trong của bàn chân nhiều. Do đó những đôi giày này sẽ được thiết kế để làm sao bàn chân bạn khi tiếp vào má ngoài này thì nó rời đi ở phần giữa, hạn chế tối đa cái việc tác động lên cái phía mé ngoài trong của bàn chân. Khi tác động quá nhiều lên mé trong bàn chân thì nó làm cho cái gân gân chân của bạn căng, và thường sẽ một thời gian dài khi sử dụng thì nó dễ ảnh hưởng đến cái việc là gân và gân chân của bạn bị quá tải. Đôi đầu tiên mình muốn các bạn rất dễ nhận biết đó là Saucony Guider. Đây là đôi giày luyện tập hàng ngày dành cho những người có bàn chân phẳng, hoặc là những người khi chạy, mặc dù bạn có bàn chân trung bình đấy, nhưng mà khi bạn chạy bạn ấy thường bị cuộn vào trong một cách quá mức, thì đây là đôi giày dành cho bạn. Nếu bạn là một người bàn chân bình thường nhưng bạn muốn một đôi giày có sự ổn định cao thì đây cũng có thể là một đôi giày dành cho bạn. Nhưng mà đặc trưng nổi bật nhất của đôi giày này được tối ưu dành cho những người có bàn chân phẳng, hay có người có dáng chạy mà xu hướng chạy của bạn bị cuộn vào trong một cách quá mức, bàn chân bạn cuộn vào trong một cách quá mức, thì đây chính là đôi giày dành cho bạn. Đôi giày thứ hai nó có thể gọi là tương đối đối nghịch đối với Saucony Guider, đó chính là Saucony Rider. Đây là đôi giày dành cho những người có bàn chân từ trung bình đến cao. Nó mềm mại, linh hoạt và giúp bạn dễ dàng
chuyển động. Những người có bàn chân vòng cao thì thường tiếp lực ở quá nhiều phía ngoài này và ít chuyển động vào phía trong. Mà khi bạn thì đôi giày này với xu thế là dễ cuộn sẽ làm cho bạn dễ dàng chuyển động cuộn từ ngoài phân bố lực vào trong một cách dễ dàng hơn, để làm cho bạn phân bố lực đều như bàn chân, để tránh một phần nào đó của bàn chân chịu quá nhiều lực thì nó dễ dẫn đến tổn thương và có thể là dẫn đến chấn thương. Thì đây là hai đôi giày bạn cũng rất dễ nhận ra. Và đôi giày cuối cùng có lẽ là đôi giày lựa nổi tiếng nhất trong những đôi giày luyện tập hàng ngày của Saucony, đó là Saucony Triumph. Cái bản thân của nó, cái tên Triumph có nghĩa là chiến thắng. Thì đây được mệnh danh là đôi giày luyện tập hàng ngày êm nhất của Saucony. Nếu bạn muốn tìm một đôi giày êm nhất thì đây chính là đôi giày dành cho bạn. Mặc dù hai cái đôi giày còn là trước đó mình giới thiệu thì đều là những đôi giày có đệm rất là cao. Trong đó thì Saucony Rider với độ dày của đế là đây là khoảng 35mm. Tương tự Saucony Guider với độ dày đế cũng khoảng 35mm. Nhưng mà đôi giày này sẽ có cảm giác mặc dù nó sự cân bằng, nhưng là khi bạn đi vào nó có sự gọi là nhún nhún ấy, gọi là êm của nó thì lại cao hơn Saucony Rider. Nhưng đôi này Saucony Triumph là đôi có độ êm cao nhất, độ nhún. Đôi giày này thì về lý tưởng thì nó cũng thiết kế cho người có bàn chân vòm chân trung bình đến cao. Tuy nhiên thì Saucony nói rằng là với đôi giày này với thiết kế rất là đặc biệt thì nó cũng có khả năng hỗ trợ được một số bạn có vòm chân bàn chân phẳng nhưng mà không quá phẳng, tức là bạn vẫn có một cái vòm tương đối thấp, thì đi những đôi này Saucony Triumph này cũng sẽ là phù hợp. Saucony Triumph thì cũng là đôi giày được đánh giá là cao cấp nhất trong các đôi giày luyện tập hàng ngày của Saucony. Đôi này thì cũng là đôi có giá cao nhất trong cái ba đôi giày đặt ở đây, ba đôi giày luyện tập hàng ngày. Thế đến mình vừa sơ đi qua để bạn hiểu về ba sự khác nhau giữa ba đôi giày luyện tập hàng ngày của Saucony. Saucony Guider, Guider mang tính chất là định hướng thì giúp bạn là có công nghệ Center Park giúp bạn chuyển động vào giữa bàn chân. Thì đôi giày này phù hợp cho những người bàn chân từ vòng thấp đến bàn chân phẳng, hay là những người mà chạy có xu thế chuyển thiện vào trong một cách quá mức. Saucony Rider thì nó đôi giày luyện tập hàng ngày. Đây là một đôi giày luyện tập hàng ngày và khá đa năng. Nó sẽ giúp bạn dành cho bạn vòm chân từ trung bình đến cao. Và Saucony Triumph là đôi giày có thể là dành cho tất cả. Nó là đôi giày được gọi là êm nhất của Saucony. Về cái vật đệm của nó là giày 37mm và cũng sử dụng một công đệm phiên bản trước. Saucony Triumph 21 thì sử dụng đệm giống với Rider 17 ở đây. Nhưng mà trong cái bản nâng cấp lên Triumph 22 thì đã sử dụng một công đệm mà cao cấp hơn gọi là Power BB, thường được sử dụng trong những đôi giày đua của Saucony. Các phiên bản đệm cao hơn thường nó có đặc điểm là thường nhẹ hơn và khả năng hoàn trả lực tốt hơn. Thì cả ba đôi giày này bạn có thể sử dụng luyện tập hàng ngày, từ chạy chậm, các bài chạy dài, các bài chạy tốc độ. Tuy nhiên đối với cá nhân mình cảm nhận thì Saucony Triumph với phiên bản mới này thì nó tương đối là êm, có khả năng là êm quá, nên khi đối với các bài chạy tốc độ thì nó không thoát lắm, khi nó không được thoát chân lắm. Nhưng mà nếu để về bài chạy dài thì Saucony Triumph này sẽ có lợi thế hơn. Hai đôi giày này ít tiền hơn nhưng mà đối với mình thì cảm giác về mặt đa năng thì cao hơn. Đôi giày tốc độ đầu tiên mình muốn nói đến đây là đôi giày của Saucony, là Saucony Endorphin Speed 4. Đây là một trong những phiên bản rất được ưa thích của Saucony mặc dù mới ra đời trong vài năm gần đây. Khác với đặc điểm của một đôi giày tốc độ thì sẽ có hai yếu tố. Yếu tố đầu tiên bạn cần quan tâm đó là yếu tố nhẹ. Đôi giày này sẽ nhẹ hơn hẳn các đôi giày còn lại ở đây. Ví dụ như là Saucony Guider đây nặng 269g, Rider 282g, Triumph 286g. Các đôi giày đấy mình đều nói với size tiêu chuẩn là size tiêu chuẩn 42 của châu Âu. Nhưng mà Saucony Speed 4 đây thì nó chỉ nặng khoảng 235g, nhẹ hơn rất là nhiều. Bạn cầm trên tay bạn sẽ cảm giác nó cũng nhẹ hơn rất là nhiều. Yếu tố thứ hai một đôi giày tốc độ đó là cái khả năng hoàn trả lực. Thì trong cái đôi giày này thì Saucony trang bị cho nó một cái tấm đệm gọi là Power PB, một trong những tấm đệm mà trước đây thực dùng cho Saucony Pro thì bây giờ đã được trang bị cho Saucony Speed này. Bản thân cái chữ Speed cũng là tốc độ. Thì đây là một đôi giày tốc độ nhẹ, nhưng mà khác với các đôi giày đua thường có trên thị trường là được trang bị cái tấm carbon, thì Saucony không trang bị tấm carbon cho Saucony Speed mà họ trang bị một miếng ni lông. Các bạn có thể gõ vào đây, bạn sẽ thấy đây là một miếng ni lông. Một miếng ni lông này thì cũng giúp cho khả năng hoàn trả lực của đôi giày trở nên tốt hơn và cũng làm cho đôi giày trở nên cân bằng hơn khi sử dụng lớp đệm cao. Ví dụ như là với Saucony Speed, lớp đệm ở đây là 38mm. Nhưng mà nó vẫn có khả năng linh hoạt, tức là bạn vẫn có khả năng gập lại được đôi giày như thế này. Tức là miếng ni lông thì nó khá là mềm. Do đó đây là cũng là một đôi giày chạy đua, chạy tốc độ nhưng mà linh hoạt,
đội bản thân mình cũng đang đi đôi giày này. Nó nhẹ, linh hoạt. Nhưng mà những đôi giày này thì nó sẽ có cảm giác giá trị, bạn sẽ cảm nhận giá trị của nó tốt hơn khi bạn nào chạy ở tốc độ cao hơn. Còn đối với các bài chạy easy thì mình cảm giác nó không thoải mái bằng mấy đôi giày chuyên cho luyện tập hàng ngày như thế này. Tiếp theo, một đôi giày tốc độ đó là Saucony Pro. Như bạn thấy, Saucony Pro bản thân cái tên nó là Pro. Thì đây là một đôi giày đua rõ rệt, bạn thấy này. Một đôi giày đua thì nó trang bị này, đầu tiên là công nghệ đế. Saucony Pro được trang bị hai công nghệ đế là Power PB, giống như là trên Saucony Speed Power PB cộng, Power PB cộng và Power SG, công nghệ đế mới nhất của Saucony, sự kết hợp trên cái đế này. Các công nghệ đế thì làm cho cái đế của đôi giày trở nên nhẹ hơn và khả năng hoàn trả lực của nó tốt hơn. Ngoài ra thì với tấm đệm carbon này sẽ làm cho đôi giày này trở nên khả năng hoàn trả lực tốt hơn. Với cái thiết kế đối với đôi giày càng tốc độ cao thì độ thoáng của đôi giày sẽ rất là thoáng. Mặc dù với thiết kế cái đế này tương đối cao, nó như Saucony công bố là xấp xỉ 40mm, nhưng mà đi vào đôi giày này là đôi giày khá là cân bằng. Đối với các dòng giày đua mà mình đã trải nghiệm, đối với dòng Saucony và Asics là hai dòng hiện nay mình đang thích nhất và cơ bản mình đang sử dụng hai cái dòng này. Bởi vì mặc dù nó là đôi giày đua nhưng khi bạn đi vào bạn có sự cân bằng rất là cao, không bạn ít bị cảm giác là trông chênh khi đi trong đôi giày. Đây là yếu tố mình rất là thích. Và khi bạn tăng tốc thì đôi giày này sẽ cảm giác là hỗ trợ bạn lực một cách tốt nhất. Bạn chỉ cần cầm vào, bạn thử bằng tay thôi, bạn sẽ thấy được lực bật của nó, tức là khả năng hoàn trả lực của nó tốt hơn. Đôi này mình khả năng mình sẽ thấy bền bỉ hơn đôi này. Mình bạn muốn một đôi giày tốc độ vẫn có thể là giúp mình linh hoạt bàn chân, giúp mình bền bỉ hơn và trải nghiệm các bài tốc độ. Và tất nhiên đôi giày này với thiết kế như vậy hoàn toàn có thể tốt cho các bài chạy dài cũng như các bài chạy tốc độ. Đây là đôi giày dành cho bạn. Nhưng nếu bạn muốn bứt phá, chinh phục những cột mốc mới, đạt những thành tích cao nhất và bạn để ý những người chạy nhanh nhất trong các giải đấu thì thường họ đi đôi đua chuyên dụng kiểu như này. Nếu bạn muốn có thành tích tốt nhất cho mình thì đây có thể là đường lựa chọn dành cho bạn. Mình tin rằng với video này thì bạn đã hiểu rõ hơn về các cái dòng giày nổi bật nhất của Saucony trên thị trường hiện nay. Nếu bạn đang tìm kiếm, muốn lựa chọn cho mình bất kỳ một đôi giày Saucony nào hay những đôi giày chạy bộ khác, hãy liên hệ với Linh và Happy Run. Mình và đội ngũ sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn cho mình những đôi giày tốt nhất, phù hợp nhất với bàn chân của bạn.